AVZ, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay AVZ. Chào các em, cô là Ly, giáo viên bộ môn sinh học. Thì hôm nay chúng mình sẽ học một cái bài về hai tuyến nội tiết trong cơ thể. Đó là tuyến yên và tuyến giáp. Tuyến yên nó sẽ nằm ở khu vực vùng dưới đồi, dưới đây này. Và tuyến giáp thì nó sẽ nằm ở khu vực cổ họng của chúng mình. Rồi, đầu tiên chúng mình sẽ học về phần tuyến yên trước. Tuyến yên như cô đã trình bày thì nó nằm ở bên dưới cái vùng dưới đồi này. Đó, nó nằm bên dưới cái vùng dưới đồi. Và nằm ở trên nền sọ, phía dưới vùng dưới đồi thuộc não trung gian. Mà nó có cấu tạo bởi thủy trước này, thủy sau. Ngoài ra thì còn một cái phần nhỏ xen giữa thủy trước và thủy sau là thủy giữa. Nhưng mà cái thủy giữa này thì nó chỉ xuất hiện ở trẻ nhỏ thôi, chưa? Nó chỉ xuất hiện ở trẻ nhỏ thôi. Đó. Cấu tạo thì gồm thủy sau và thủy trước này, rồi thì hệ thống mao mạch, rồi các cái neuron nơi tiết và tạo ra các hormone. Chưa? Đây, các neuron tiết tạo ra hormone ở đây. Đó. Vậy thì như cô đã trình bày ở bài trước ấy, thì cái tuyến yên ấy, nó là cái tuyến nội tiết mà quan trọng nhất trong cơ thể chúng ta. Và tại vì sao nó quan trọng nhất thì chúng mình sẽ tìm hiểu vai trò của tuyến yên. Chúng mình quan sát cái bảng này. Chúng mình có thể quan sát cái bảng ở trên đây ở trong sách giáo khoa. Tại vì bảng này ở trên đây thì cũng khá nhỏ và khá là mờ. Thì chúng mình thấy là hormone insulin ở đây, hormone tuyến yên ở đây thì có rất nhiều tuyến yên tiết ra rất nhiều hormone. Ví dụ như kích tố năng trứng FSH này, rồi thì kích tố thể vàng NH này, rồi kích tố tuyến giáp TSH, rồi kích tố vỏ tuyến thượng thận ACTH, hoặc kích tố tuyến sữa, kích tố tăng trưởng. Ngoài đấy là thủy trước tiết thôi nhá, còn thủy sau thì nó còn tiết cả kích tố chống đái tháo nhạt là ADH và oxytocin là OT. Chúng mình có thể thấy là thủy cái tuyến yên ấy nó có vai trò tiết xuất nhiều hormone để mà kích thích hoạt động nhiều tuyến nội tiết khác. Ví dụ như nó tiết kích tố tuyến giáp, tác động đến tuyến giáp để mà tiết tyrosin. Tiếp theo thì nó tạo ra cái kích tố tuyến sữa, tác động đến tuyến sữa để mà tiết sữa ở người mẹ. Tiếp theo thì nó còn tiết các hormone ảnh hưởng tới nhiều quá trình sinh lý khác của cơ thể. Ví dụ như quá trình tạo sữa này, đó, quá trình co bóp tử cung lúc đẻ này, rất nhiều những quá trình khác nhau mà cần cái sự tác động của hormone tuyến yên. Đó. Nên nó là cái tuyến nội tiết rất quan trọng vì nó có thể là tác động lên rất nhiều những cái tuyến nội tiết khác để tiết hormone điều hòa quá trình sinh lý của cơ thể. Đó là cái vai trò của tuyến yên. Chúng mình có thể quan sát trực tiếp vai trò của tuyến yên ở trong sách giáo khoa. Ngoài ra thì có thể ghi lại cái đặc điểm chung mà cô đã rút ra đây cho các bạn chưa? Bài này khá là ngắn tại vì là hầu hết các nội dung bài học trong đây thì chúng mình có trong sách giáo khoa rồi, vì thế chúng mình không cần phải ghi chưa? Rồi, tiếp theo là có một câu hỏi. Tuyến yên hết sức quan trọng như vậy, vậy thì nếu mà tuyến yên mà bị rối loạn thì điều gì sẽ xảy ra theo các bạn? Tuyến yên rối loạn thì quá trình tiết hormone của nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, ví dụ sẽ tiết nhiều quá hoặc tiết ít quá. Và như thế thì hormone tuyến yên không chỉ ảnh hưởng tới một cơ quan mà còn ảnh hưởng rất nhiều các cơ quan khác nữa. Tuyến yên bị rối loạn cái quá trình tiết như thế thì các tuyến nội tiết khác, những cái cơ quan khác cũng bị rối loạn cái quá trình hoạt động của nó. Thì chúng mình cùng xem hiệu hậu quả này. Đầu tiên thì có thể gây đến thiếu hormone sinh dục là LH và FSH, và nó sẽ ảnh hưởng đến sự di sản. Tất nhiên nếu mà cái số lượng tinh trùng
sản sinh ra bị thiếu thì nó sẽ khó để mà thụ thai, đúng không? Nếu mà trứng không rụng thì lấy đâu ra trứng để mà thụ thai, để mà tạo thành hợp tử, đúng không ạ? Rồi, nó sẽ ảnh hưởng tới sự sinh sản này. Tiếp theo thì thiếu hormone kích thích tuyến giáp và gây suy giáp. Nó cái hormone kích thích tuyến giáp PH này gây suy giáp. Gây suy giáp thì nó có thể ảnh hưởng đến cái sự tiết tyrosin. Và nếu mà ảnh hưởng đến sự tiết tyrosin thì cái quá trình chuyển hóa trong cơ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đó, thấy chưa? Ví dụ nếu mà người trẻ nhỏ mà bị thiếu tyrosin ấy thì nó có thể ảnh hưởng tới trí lực của nó. Tiếp theo là thiếu hormone hướng vỏ thượng thận, ví dụ như corticotropin hoặc là ACTH, nó ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của thận. Tiếp theo là thiếu hormone tăng trưởng GH. Thì hormone tăng trưởng chúng mình nghe tên hormone tăng trưởng chúng mình đã biết là cái hormone này sẽ giúp cho quá trình mà sinh trưởng của mình giúp chúng mình cao lớn hơn. Nếu mà thiếu cái này thì sẽ dẫn đến việc chúng mình bị thấp lùn. Rồi, thiếu ở đây nếu mà trước tuổi dậy thì sẽ gây chậm tăng trưởng, thấp lùn. Người trưởng thành thì có thể cũng bị ảnh hưởng nhưng mà không, có thể là không lớn như ở cái lứa tuổi mà đang phát triển như tuổi dậy thì thôi, chưa? Rồi, đây là một số những cái ảnh hưởng của việc rối loạn tuyến yên. Còn rất nhiều những cái ảnh hưởng khác, tại vì là chúng mình có rất nhiều cái cơ quan tác động, nhận tác động từ hormone tuyến yên, đúng không? Rồi, đây là hậu quả. Có nhiều hậu quả như này, vậy nên chúng mình cần phải nhắc nhở bố mẹ đi khám sức khỏe thường xuyên, kể cả chúng mình, ông bà, thì anh chị em trong nhà, bố mẹ cũng phải đi khám sức khỏe thường xuyên để mà phát hiện được những cái thay đổi bất thường trong cơ thể, có thể kịp thời chữa trị. Rồi, xong tuyến yên, bây giờ chúng mình sẽ nghiên cứu đến tuyến giáp. Tuyến giáp thì nó sẽ có vị trí nằm ở cái phần phụ giáp của thanh quản, cái khu vực này. Chưa? Nó cấu tạo gồm nang tuyến và các tế bào tiết. Đây chúng mình có thể quan sát trong sách giáo khoa cái phần nang tuyến là phần trắng và các tế bào tiết thì màu hồng này, chưa? Rồi, thì các tế bào tiết đấy sẽ tiết hormone tuyến giáp là tyrosin hay là THT. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng tìm hiểu xem cái tyrosin mà tuyến giáp tiết ra thì nó có vai trò gì. Rồi, chúng mình quan sát trên hình này, thì đây là tuyến yên này, tuyến yên sẽ tiết TH, nó sẽ kích thích, nó là hormone kích thích tuyến giáp sản sinh ra tyrosin. Vậy thì tyrosin này có vai trò gì? Nó sẽ tăng chuyển hóa, tăng nhiệt độ cơ thể và giúp cho cơ thể phát triển một cách bình thường, chưa? Lại vai trò của tyrosin, nó sẽ chứa iốt, có vai trò quan trọng đối với hoạt động trao đổi chất và chuyển hóa vật, chuyển hóa các chất của tế bào. Ngoài ra thì nó còn kết hợp với cái tuyến cận giáp. Tuyến cận giáp có thể nó nằm ở vị trí này ở trên tuyến giáp này. Đó, nó sẽ kết hợp với tuyến cận giáp để điều hòa cái lượng canxi và pho trong máu. Chưa? Đó là cái tác động của những cái hormone tuyến giáp. Rồi, vậy thì nếu mà điều gì ảnh hưởng khi mà tyrosin tiết ra quá ít hoặc là quá nhiều? Mình quan sát này, một số bệnh mà liên quan đến tuyến giáp. Thứ nhất là bệnh Basedo. Bệnh này gây ra do tuyến giáp nó hoạt động quá mạnh và nó tiết nhiều hormone tăng cường trao đổi chất. Và bệnh nhân mà mắc cái bệnh này thì sẽ xuất hiện biếu cổ này, rồi thì ngoài ra mắt còn lồi ra nữa. Gây ra biếu cổ là do cái tuyến giáp này bị phình lên, tại vì nó hoạt động quá nhiều. Đó, đây là bệnh Basedo, do tuyến giáp hoạt động quá mức. Còn đây là ung thư tuyến giáp. Ung thư tuyến giáp nó là một cái bệnh mà có cái, nó là một cái loại ung thư mà có cái tỷ lệ khá cao đối với người Việt Nam.
Và cũng là cái loại ung thư mà có thể là dễ chữa trị nhất nếu mà phát hiện kịp thời. Tất nhiên là nếu mà giai đoạn cuối rồi thì rất khó, đúng không? Và nếu mà chữa trị kịp thời thì chúng mình vẫn còn có khả năng khắc phục cái ung thư tuyến giáp này. Ung thư tuyến giáp thì tương tự như một số các loại ung thư khác, nó đều xuất hiện những cái khối u ác tính nằm ở vị trí tuyến giáp. Và nó, nếu mà không được phát hiện và chữa trị kịp thời thì nó có thể tăng sinh quá mức và di căn tới những cái bộ phận khác trong cơ thể. Đó là bệnh ung thư tuyến giáp. Rồi, thế nội dung bài học hôm nay, đây là phần giới thiệu cho các bạn. Còn nội dung bài học ngày hôm nay chúng mình kết thúc rồi. Bây giờ sẽ tổng kết. Tổng kết thì nội dung bài học ngày hôm nay của chúng mình chỉ học hai phần, là tuyến yên và tuyến giáp. Tuyến yên thì nó nằm ở nền sọ, bên dưới, cái vùng dưới đồi, nằm ở khu vực não trung gian. Và tuyến yên nó là cái tuyến nội tiết quan trọng nhất của cơ thể. Nhớ là tuyến nội tiết quan trọng nhất của cơ thể. Nó tác động đến, nó tiết hormone và tác động đến rất nhiều những cái tuyến nội tiết cũng như các hoạt động sinh lý khác. Đó, nó sẽ vừa kích thích một số tuyến để mà tiết hormone, ví dụ như tuyến yên kích thích tố tuyến giáp là TSH, tác động lên tuyến giáp để tiết ra tyrosine. Còn nữa, tuyến yên sẽ tiết oxytocin để mà kích thích quá trình tốt là tiết sữa. Đó là quá trình sinh lý. Đó là vai trò của tuyến yên. Vì là tuyến yên nó là cái tuyến nội tiết mà quan trọng nhất trong cơ thể, nên khi mà tuyến yên nó bị rối loạn, nó dẫn đến cái hoạt động, những cái sự rối loạn của rất nhiều cái tuyến nội tiết khác nhau. Vậy nên chúng mình cần phải đi khám thường xuyên để mà phát hiện và điều trị kịp thời. Một tuyến nội tiết nữa mà chúng ta học hôm nay là tuyến giáp. Tuyến giáp thì nằm ở đâu? Nằm ở sụn giáp trước thành quả, là cấu tạo bởi các nang tuyến và các tế bào tiết hormone. Và tuyến giáp thì nó có vai trò chủ yếu là tiết tyrosine. Tyrosine có vai trò trong hoạt động chuyển hóa và rồi duy trì thân nhiệt. Ngoài ra thì nó còn phối hợp với cái tuyến cận giáp và điều hòa nồng độ canxi và phốt pho trong máu. Chưa? Và khi mà tuyến giáp này nó hoạt động quá mức thì có thể gây ra bệnh Basedo. Và bệnh lý liên quan đến tuyến giáp đó là có thể là ung thư tuyến giáp. Nhưng mà ung thư này thì cũng khá là dễ chữa trị nếu mà phát hiện kịp thời. Vậy nên là tóm lại là chúng mình cần đi khám sức khỏe định kỳ thường xuyên. Chưa? Rồi, sao? Bây giờ chúng mình đến phần tổng kết. Câu hỏi 1 như sau. Trong cơ thể một người, tuyến nội tiết nào đóng vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác? A là tuyến sinh dục, B là tuyến yên, C là tuyến giáp và D là tuyến tụy. Cái câu này chắc là không cần phải hỏi nữa, tại vì là cái phần này thì được nhắc lại rất nhiều trong nội dung bài học ngày hôm nay rồi. Đáp án của chúng mình là đáp án B, tuyến yên. Tuyến yên thì nó là tuyến nội tiết quan trọng nhất trong cơ thể người và giữ cái vai trò chỉ đạo cho hoạt động của các tuyến nội tiết khác. Rồi, câu 2. Cho các hormone sau: FSH, PRL, TH, ADH, OT và GH có bao nhiêu hormone do thủy trước tuyến yên tiết ra? A là 1, B là 3, C là 2, D là 4. Nào, chúng mình quan sát nhanh nào. Có mấy tuyến, có mấy hormone? Không, bây giờ chúng mình thử không xem cái nội dung bài sẽ là qua nữa. Đoán đi. Chúng mình có thứ nhất là FSH này, thứ hai là PRL này, và thứ ba là, thế các bạn thứ ba là cái nào? Thứ ba là GH. Ở đây chúng mình chỉ có 3 hormone là lo thủy trước tuyến yên tiết ra thôi. Chưa? Đoán B. Còn ADH và OT này nó do thủy sau tuyến yên tiết ra, TH này thì do tuyến giáp tiết ra, được chưa? Rồi. Câu 3. Hormone tyrosine do tuyến giáp tiết ra có vai trò gì?
A là xúc tiến quá trình trao đổi chất và chuyển hóa. B là điều hòa quá trình trao đổi chất đường, chất khoáng. C là điều hòa hoạt động sinh dục. Và D là chống đạt tháo nhạt. Đáp án là đáp án gì nào? Đáp án là đáp án A là chưa. Bởi vì chống đái tháo nhàn là ADH này, điều hòa hoạt động sinh dục có thể là FSH và LH, điều hòa trao đổi chất đường và chất khoáng thì tôi cũng không nhớ. Rồi, TH hay là tyrosine thì có vai trò quan trọng trong trao đổi chất và quá trình chuyển hóa các chất bên trong tế bào. Chưa? Rồi, thế nội dung bài học của hôm nay của chúng mình hết sức là ngắn gọn, hết sức là dễ nhớ. Công việc của chúng mình là đọc lại một lượt và nhớ là được cái kiến thức mà nội dung chúng mình đã học ngày hôm nay. Rồi, ngoài ra thì như thường lệ chúng mình cần đọc trước nội dung bài mới. Chào. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.